thật. Có Manu không có hai bên đi nhỉ? Có mỗi một bên nhỉ? Vậy có Manu, Manu một bên á? Oh yeah. Cười thế đấy. Manu bên đang khảnh bên đúng không? Manu một bên đang khảnh bên á? Có Manu to này, hai Manu một bên luôn. Đâu, trên nào có thấy đâu. Mình đang nói đến cái má lún đồng tiền các bạn. Cái má lún đồng tiền thì mình nghe theo cái kinh nghiệm dân gian ấy, khi đang có em bé thì các bạn mẹ của em bé, các bạn đang có em bé trong bụng ấy, mẹ của em bé thì đi ăn trộm hoa hồng các bạn. Ăn trộm hoa hồng thì đừng để ai biết, xong là giấu về dưới gầm giường hoặc là giấu ở trong nhà, chỉ hai vợ chồng biết thôi. Thì nếu như mà muốn có một má lún đồng tiền thì trộm một bông, muốn có hai má lún đồng tiền thì hai bông. Như ngày trưa bạn Thùy có một má lún đồng tiền các bạn, chắc là mẹ bạn ấy chắc là đi ngắt được một bông thôi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với những cái nội dung ở trên kênh của mình. Nay thì vẫn là cái ở Bắc Hà các bạn. Nay thì mấy bạn là đi từ sáng giờ đi review, xong là các bạn xem cái loạt này, các bạn nhìn thấy những các bạn này bây giờ giống như còn gia hình hai nữa không các bạn? Đói hết rồi. Đói là một, thứ hai nữa là các học sinh là đang đến nhầm. Nịnh cô giáo. Nịnh cô giáo. Nịnh, cảm ơn cô giáo chứ. Chuyển hết em, chuyển hết anh bước nhảy cho bây giờ mọi người em nhảy đấy, nhảy sạp nữa rồi đấy. Học sinh anh thì kể chân mấy lần, học sinh rất là ngây ngang, nghe là làm cô giáo xấu hổ, thế là không được. Học sinh là không tốt rồi. Quả ấy này thấp hơn của mình. Cô giáo này là cảm ơn, không uống uống rượu các bạn ạ, không uống rượu, không ấy. Cuối cùng cô giáo lại bảo là thì đi uống trà sữa. Trà sữa đấy. Cô giáo tuổi trà sữa. Bạn Thùy, bạn uống gì? Bạn Thùy uống trà đá cam sả. Trà đá cam sả. Em uống gì đâu? Em uống nước lọc. Em uống nước lọc. Và cô giáo hành hạ đói quá. Thùy, cô giáo hành hạ đói quá. Đói bình thường thôi ạ. Rồi. Cô được ăn hai bát mèn mén từ 8 giờ sáng đến giờ mà. Hai bát mèn mén. Ăn hai bát mèn mén. Ăn hẳn mèn mén à? Một bát rưỡi thôi em. Một bát mèn mén với một bát là bánh đúc nữa. Đấy. Bánh đúc ăn hết đâu, ăn hết con nửa bát rồi, thuyền hết rồi. Một gói xôi nữa. Thế mà kêu. Nhưng bây giờ muốn cho ai uống thì kiểu hai củ sâm đất nữa. Củ sâm đất nhỉ? Đấy. Để đâu nhỉ? Đấy. Mình mang về gọt ăn nhỉ? Sâm đất Phương Anh bao giờ chưa? Sâm đất ngon lắm. Tí nữa mình ăn rồi kiểu gì chả ăn. Ở đây bán mà. Kiểu gì ăn giống khoai lang ấy. Gần gần đấy. Thằng ấy bảo chị mua mà, chị bỏ ra. Cứ về bỏ ra còn. Một ngày cô giáo, ngày trước cô giáo dạy nhảy cả ngày thứ bảy, nhảy cả ngày chủ nhật, thế mà không mệt đấy. Mấy anh em nhảy có tí. Quen đấy chứ, giống như cái gì phải quen. Thật mình tuổi con gà, bây giờ gà sắp rụng cái lồng. Chưa học được thuộc bài. Em tưởng bài không biết là đuôi rồi đấy. Anh biết nhảy ấn không? Em biết nhảy đấy cô giáo ạ. Nhưng mà phải về nhà tập luyện thêm. Về nhà lại xem video cũ của Phương Anh tiếp. Nhảy đẹp cô giáo có thưởng. Gì không biết nhưng mà lần này về phải cảm ơn cô giáo nhiều đấy. Vì đấy mà anh còn được đau hết chân. Anh cần xem video hứa, Phương Anh cô giáo lần sau rồi trở lại đảm bảo nhảy rất là đẹp luôn. Hôm nay Thùy nhảy có đẹp đấy nhưng mà hơi giống chân Nga một tí. Thì nó vẫn nhẹ rồi đấy. Còn đôi hơi giống nhìn cái cút. Còn mạnh thì giống còn long quang. Đâu nhìn xem mình xấu chỗ nào. Thế thế nào? Xấu đấy, cho vào mặt nhìn to lắm. Xấu đâu? Không, quay nó to. To lên hình nó có to đâu. To. Thế mặt mình như nào thì nó đấy phản ánh đúng cái gì nữa. Vậy sao soi gương vẫn đẹp hơn. Soi gương đẹp hơn. Đúng. Thế mà vẫn có anh đầu gấu anh thích. Dạ, xấu. Ngày được 3 cái kẹo mút. Xấu. Đầu gấu là nhầm. Mấy đứa Noel cái đó một bó kẹo mút luôn đấy, Phương Anh ấy. Cô giáo chuẩn bị có người yêu đấy, thì là ngại ông kính máy quay lắm. Đúng. Eo quay gần này xấu. Ai quay đâu, đây là để góc máy như thế này thôi. Để như này xấu. Người ta phải cắt, người ta bỏ đoạn này đi. Đây người ta trêu trêu. Đây người ta trêu trêu nhau đây thôi, người ta có cho vào đâu mà. Đây này các bạn kia kìa.
Mày kia xấu xí hơn kìa, anh còn không thèm quay nhá. Cảm ơn cô giáo, người ta phải thành ý như thế này đâu, như ăn cứ mời đi ăn mà không về. Chết rồi, anh em cảm ơn cô, em cảm ơn cô. Đấy quá nhỉ, tao thành ý thế thì ấy đúng không? Cô có thấy đẹp không? Cô thích hoa, ai thích kẻ mút rồi? Người thì đi kẻ mút. Kẻ mút. Thích kẻ mút rồi. À. Đang tuổi trà sữa. Đang tuổi trà sữa luôn. Đang tuổi trà sữa thì tặng hoa. Không, nhưng mà kiểu như cô giáo luôn luôn được vui tươi và đẹp như hoa ấy. Chết rồi, học sinh này thích cô giáo rồi, tặng hoa rồi, tặng nhận rồi là yêu ấy nhá. Không phải ấy, không phải thích, nhưng mà căn bản là quý mến thôi. Thì cô giáo hôm nay rất chi là mệt để dạy được bằng ngày học sinh, mà đâu có phải học sinh giỏi đâu. Wow, hoa to đấy, đâu ra ấy? Mua ý mà tặng cô giáo phải là cô giáo. Cô giáo phanh. Nhưng mà về nhà anh em sẽ học tập học nhiều, hôm nào xem video trước khi ngủ thì tập thể dục luôn. Bình thường là mỗi tối em xem trước khi đi ngủ đúng không? Ừ. Từ bây giờ anh xem 3 lượt. Thần tượng hay mọi khi cứ lên là cứ mở. Anh video cho lặp lại không? Cho lặp lại. Kiểu bài đấy dễ nghe cho bé bé đâu, cho to quá. Bài đấy là bài buồn. 16 nhịp à, 12 nhịp. 12 bước chứ. 25 sượt 1 2 3 4 5 6 chia 5 là 2 1 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
Anh đâu? Chết thật, các học sinh cảm ơn. Mỗi nước này ra không có gì ăn à? Có gọi rồi, trừ chứ. Thế à? Trừ trên bước đường. Hôm nay mới bắt đầu học cái đau chân này, thôi ăn chân ăn đuôi. Mỏi chân rồi đấy, cái này về chắc vài cái không dậy được mất. Ngày trước họ tớ đi học em kiểu nhảy xà luôn, về đau hết hai cái đùi này. Nhất là kia là nó chỉ có văn nghệ các thứ ấy. Kẹp nữa, về bị kẹp mỏi. Lâu vận động, vận động nhiều, nhảy nhiều. Vậy. Có một bên à? Chị có một bên. Là đục cái bên này. Mời các bạn trẻ. Thật, có Manu không có hai bên thì nhỉ, có mỗi một bên nhỉ? Thành có Manu một bên á? Ồ, nhỉ. Cười thằng đấy. Manu bên đang khảnh một bên, giống hình như gì? Manu một bên đang khảnh một bên á? À, có Manu to này, hai Manu một bên luôn. Đâu, trên nào có thấy đâu? Chị Thủy cũng có một thế như thế, đang khảnh một bên, Manu một bên à? Cười nào. Anh có hai cái, một bên luôn, em có một cái rồi. À. Thế cân xứng gì? Đấy. Chị xinh đẹp nhá. Rồi em. Mấy anh em ăn thì lấy lại sức xong là... Xong rồi. Anh em có muốn vào nhà cô giáo chơi tí không? Thương cả hay gì? Có. À. Em vì lần đầu tiên lên đây chưa vào thì nếu mà không được vào thì tiếc quá. À rồi, thì anh em ăn nhanh không, đi chợ không, vào nhà cô giáo chơi. Nhưng cho em vào nhà cô giáo Phanh thì nhá. Vào nhà cô giáo sẽ chủ tài nấu cho cô giáo một bữa là coi như là giới thiệu với các cô giáo đây là toàn là đầu bếp hết. 1 2 3. Toàn đầu bếp mà làm ẩm thực mà. Tôi xin mời mọi người nhá, mình thử ăn đùi gà trên bản Phanh này. Được không? Mời các bạn ăn chơi đồ ăn vặt với bọn mình. Mình đang nói đến cái má lúm đồng tiền các bạn. Cái má lúm đồng tiền thì mình nghe theo cái kinh nghiệm dân gian ấy, khi đang có em bé thì các bạn mẹ của em bé, các bạn đang có em bé trong bụng ấy, mẹ của em bé thì đi ăn trộm hoa hồng các bạn. Ăn trộm hoa hồng thì đừng để ai biết, xong là giấu về dưới gầm giường hoặc là giấu ở trong nhà, chỉ hai vợ chồng biết thôi. Thì nếu như mà muốn có một má lúm đồng tiền thì trộm một bông, muốn có hai má lúm đồng tiền thì hai bông. Như ngày trưa bạn Thùy có một má lúm đồng tiền rồi các bạn, chắc là mẹ bạn ấy chắc là đi ngắt được một bông thôi.
bị hàng xóm đuổi. Chắc đến mùa đông hoa không nở. Không, như cô giáo này là mẹ như cô giáo là đi hái cùng một cây à, nên là còn mẹ cô giáo là hái được cả hai bông hoa, hoa hồng thế mà hai bông, nhưng mà một cây nên là chỉ có được một bên thôi. Không, cô giáo có hai man núm mà, một bên nhưng hai mà hai cái man núm, một cái ở dưới một cái ở trên. Cô giáo á? Bên này không, bên bên một bên có à? Một cái to một cái nhỏ. Em có. Em thì đọc trong sách là nó là một dị tật có di chuyển, dị tật di chuyển mang di chuyển, có nghĩa là bố hoặc mẹ bị dị tật này thì sau thì này một cái này chắc là bố hoặc mẹ của em đi trộm hoặc là hàng xóm đọc trong sách đuổi là chỉ có là ngắt được một bông thôi. Trong quá trình đúng không? Đúng rồi. Chứ nó không phải dị tật. Gọi là một dị tật từ gì nhá? Khiếp, nói sợ thế. Thế Hoài có, anh chị gái của Phương Anh có? Hoài không. Bố nhà của mình em có à? Đúng rồi. Hoài đây. Đó, nhà em Hoài có. Thế hay nhỉ? Dị tật nhỏ. Có tính chất. Nhưng mà cái mèo mèo là ngắt hoa hồng ấy là mình nghe kể theo dân gian thôi các bạn nhé, chứ còn chưa có nghiên cứu khoa học nào. Con cứ thử xem biết đâu loại. Thế răng khểnh là như nào? Răng khểnh là cái sợ nhồi răng. Chả thế. Đúng rồi. Chứ anh này sợ cái này, có nghĩa là cái bên trong nó chọc ra, bên ngoài nó cũng chia chia ra. Phương Anh có răng khểnh không? Không có đâu đúng không? Có à? À thế giống như ông Hoài, Hoài có. Luôn. À. À thế à? Thế thế nó không phải sợ nhiều răng đâu. Đấy con này mới gọi là gia truyền, sợ nhiều răng. Hàm dưới cũng giống nhau hết, ba chị em. À, cả Duy cũng bị à? Không ạ, hàm ba ở hàm dưới. À à rồi. Hàm dưới giống nhau đúng không? Hàm trên thì bị răng khểnh. Xin mời mọi người nhé. Xin lỗi nha, mình đói quá, mình ăn trước rồi. Xin mời mọi người ăn với mình. Thế làm như kiểu đói lắm rồi ấy nhỉ? Đói mà. Mà đói thực sự à? Anh em nào uống cái trà đào ấy, đào thì đúng có Tây Bắc rồi, còn mình bơ uống ở trong miền Nam. Đào nó đã uống rồi. Này bơ. Các bạn lên Bắc Hà có nhiều đào cả. Thì bơ các bạn. Mình nhiều đào mà. Cô đâu em chỉ ở Bắc Hà là mùa đông, chỉ chỗ Trung Thành đến một mình lại đâu đây đâu. Thì trên Bắc Hà mùa đông này có đào này. Đào nở thôi chứ còn đào ăn thì phải đến tận tháng 6 rồi nhỉ. Nhà vợ nhà bạn ra nhiều đào lắm. Mấy vườn mấy mận đào mận bận nữa. Mận mận đào sao nó bận. Anh chờ mỡ rồi, không dám ăn à? Xé cho bạn đi. Hả? Xé đi. Tiếp đồ đúng lúc. Hay đông phiêu thần tốc. Đồ chừng đồ đông phiêu. Đói rồi. Đói rồi.
Anh em ăn hết rồi còn xương đúng không? Xương rồi. Nhéo như cái này. Khiếp thật, riêng cái đĩa của đồ thì xương không còn. Đây. À thế à? Đấy. Đấy. À đấy đấy, của bên hoa, của bên Thùy xương không còn. Xương còn chứ anh, đi này. À rồi, ok. Có 10 nhưng mà em đã không biết gọi cái gì nó đắt nhất đây. Thôi đi về thôi anh em ơi. Về thôi. Hết ngày, về. Chị ơi, tính tiền cho anh làm quay phim với. Tính xong rồi ạ? Vâng. Chị ơi, chị tính tiền cho chú này giúp em. Còn mình về trước đi. Thôi các bạn, là có cái video chơi mà vào uống trà sữa gì mình dừng ở đây các bạn. Cảm ơn bạn Phương Anh một chút. À không phải là cảm ơn các bạn mời anh em đến đây ăn uống chơi các bạn nhé, giải lao thôi chứ không phải là lại mang tiếng bạn ấy ra. Lại cô mang tiếng cô giáo ra không được. Chủ yếu là đồ hôm nay mời bạn Thùy đi ăn nên bọn mình đi ké thôi các bạn. Thế nên là thế nên là bọn mình bậu sậu đi theo toàn là ruồi đuổi muỗi mà các bạn, đuổi ruồi đuổi muỗi rồi. Đúng, cảm ơn cô đã dạy cho em cách đau đùi. Chào mọi người, bye bye. Chào các bạn. Chào, chiêu vậy thôi.